Chào các bạn, tên tôi là Mr. Popcorn và chào mừng trở lại với Last Day on Earth Survival. Bây giờ chúng ta cùng dây một nhà tên là Loka nha các bạn. Chúng ta cùng xem trong nhà này có gì tốt nha các bạn. Tôi thấy cái xe máy các bạn ạ. Úi dồi ôi, đồng luôn các bạn ơi. Quá là đẳng cấp luôn các bạn ạ. Không ngờ trong xe máy lại giàu vậy các bạn ạ. Với cả có một ít xăng, chúng ta cùng trộm nó nào. Răng xăng thì tôi không chê đâu các bạn ạ. Ôi giời ơi, 15 bình xăng các bạn ạ. Được rồi, để vào đây nào. Cùng xem trong xe tải có gì nhé. Không có gì các bạn ạ, đều thế không biết nữa. Rồi cùng phóng xe lên đây nào các bạn. Rồi dừng xe hộ tôi cái. Chúng ta cùng thả quả C4 ở đây nha các bạn. Bùm. Rồi cùng xử lý làn sóng zombie đầu tiên nha các bạn. Như các bạn thấy đấy, ở xung quanh căn nhà này là một đống hàng rào gai đấy. Nếu mà các bạn mà có thời gian thì các bạn có thể cho bọn zombie chết bằng cái hàng rào gai đấy các bạn ạ. Nhưng mà tôi thì không có đủ thời gian mà làm trò vậy đâu. Đấy, photobolter kia gần chết các bạn ạ. Chiếc hòm đầu tiên chúng ta có gì? Ôi dồi ôi các bạn ơi, quá đẳng cấp luôn. Toàn súng là súng các bạn ạ. Quá xịn luôn. Các bạn còn mong ước điều gì nữa? Ôi dồi ôi, quá tuyệt các bạn ơi. Ngay chiếc hòm đầu tiên chúng ta đã có đồ xịn rồi. Ôi, thật là tuyệt vời mà các bạn ạ. Và nếu như vậy là chúng ta lại phải tự sát để lấy thêm đồ rồi các bạn ạ. Thế thì mới có đủ đồ để mà mang về, đủ chỗ trống để mà mang về. Rồi chúng ta cùng mang súng ra khỏi xe nào các bạn. Rất nhiều khẩu Glock luôn các bạn ạ. Quá vui các bạn ạ. Và cùng quay trở lại nhà đấy nào. Và chúng ta đã trở lại các bạn ơi. Ôi giời ơi, bỏ đồ vào trong túi rồi các bạn. Chúng ta để súng vào trong đây nào các bạn. Trong đây còn mỗi cái cung các bạn ạ. Cái cung thì tôi chẳng cần đâu. Ồ, nhưng mà cái máy phát điện này thì cần các bạn ạ. Nói chung cũng khá là tốn kém để tạo ra một cái máy phát điện các bạn ạ. Ồ, một khẩu Ska này các bạn ơi. Xịn luôn. Lấy luôn nào. Tôi là tôi không chê đâu các bạn ạ. Vào trong xe nào. Ở yên đấy nhé. Mấy bạn yêu của tôi. Và cùng thả quả C4 thứ hai ở đây nào các bạn. Bùm. Rồi làn sóng zombie thứ hai đã xuất hiện các bạn ạ. Cùng xử lý nó nào. Rồi để tôi nhận cái hòm này nha các bạn. Chúng ta ở level 80 các bạn ạ. Photovolter. Ăn ống thép vào đầu này mà chết đi. Đáng ghét. Trong chiếc hòm màu hồng này chúng ta có gì nào. Úi dồi ôi các bạn ơi, thép. Quá tuyệt luôn các bạn ạ. Thép làm sao mà tôi chê được. Cùng chặt chiếc hòm màu cam xuống nào các bạn. Úi dồi ôi, bình máu lớn các bạn ơi. Băng cứu thương này, pin để tái chế ra đồng này, bảng mạch này. Úi dồi ôi, chúng ta phải bỏ bớt đồ vào trong xe máy các bạn ạ. Nhiều đồ quá. Thép này, đồng này, nhôm này. Toàn đồ xịn thôi các bạn ạ. Để đấy vậy. Rồi chúng ta cùng dây tiếp cái nhà này nào các bạn. Trong đây chúng ta có vải dày này để tạo ra giáp nha. Thẻ này các bạn ạ. Thẻ đỏ, thẻ vàng, thẻ xanh. Giờ tôi có cái giá sách lên là tôi có thể chứa bao nhiêu thẻ cũng được. Hòm xanh lá cây này có gì đây. Thịt các bạn ơi, thịt gà. Xong rồi thức ăn nữa. Làm sao mà chê thức ăn được các bạn ạ. Không bao giờ nói không với thức ăn nha.
chiếc hòm này có gì đây? Lại bình máu lớn nữa các bạn ạ. Còn lại trong đây hình như không có gì đặc biệt cả các bạn ạ. Trong chiếc hòm này có gì đây? Không có gì các bạn ạ. Thật là đáng buồn. Quá đau lòng luôn các bạn ạ. Vậy là chúng ta chỉ còn một chiếc hòm cuối cùng thôi các bạn ạ. Rồi, Toxic Abomination này đang xuất khỏi trái đất nào. Đúng là cái đồ đáng ghét. Trong chiếc hòm này không có gì các bạn ạ. Chiếc hòm cuối cùng của chúng ta đây rồi. Có gì đi nào? Xăng các bạn ơi. Mấy cái air filter này các bạn này. Rồi chúng ta sẽ bỏ lại. À từ từ đã các bạn ơi. Còn cái bàn nào việc gỗ này nữa, chặt nó xuống nào. Có gỗ bên trong các bạn ạ. Rất là xịn luôn. Chúng ta cùng sắt lại xem nhặt được cái gì về không nha các bạn. Cung này. Trống không. Trong đấy có động cơ này, ba cái lò xo để mót súng này các bạn này. Rồi để các bạn từ từ để tôi cho cái chai xăng vào đây các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi chúng ta cùng đi qua mấy cái hòm này nhanh nào các bạn. Tôi không muốn mất thời gian đâu các bạn ạ. Ồ tấm sắt này các bạn này. Tấm sắt thì tôi cũng không chê các bạn ạ. Rồi đi qua đây nhanh nào các bạn nào. Ồ có cái bịch nước các bạn ạ. Ôi giời rất tiếc nhưng mà nước phải ở lại các bạn ạ. Rồi vậy là chúng ta đã dây xong nhà này rồi các bạn ạ. Với hai quả thuốc nổ nhà này rất là tuyệt vời luôn. À tương đối tốt các bạn ạ. Thứ nhất là có rất là nhiều súng này. Thứ hai là còn có thép nữa. Mấy cả đồ hồi máu nữa các bạn ạ. Cũng xịn đấy các bạn ạ. Nhà này được Popcorn phê chuẩn. Cho điểm thì chắc là được điểm 7 trên 10 đấy các bạn ạ. Không tệ tí nào. Cho tôi đớp tất các bạn ạ. Quá ngon luôn các bạn ạ. Nếu mà chúng ta cứ dây được những cái nhà như thế này ấy, thì chúng ta luôn có lời các bạn ạ. Thế thì chúng ta sẽ nhanh chóng giàu to các bạn ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Nhưng mà rất tiếc là không phải lúc nào cũng được như vậy các bạn ạ. Và bây giờ chúng ta cùng bỏ đồ ra khỏi xe nào các bạn. Bỏ đồ ra khỏi xe và người các bạn ạ. Rồi tạm thời mấy đồ lại đi ra nào. Ôi súng này toàn súng mạnh thôi các bạn ạ. Đây là thành quả của chúng ta các bạn ạ. Nói chung mà xịn các bạn ạ. Rất là được luôn. Quá vui các bạn ạ. Quá là thích thú khi dây được những cái nhà như thế này các bạn ạ. Quá đã luôn. Tổng kết này là xịn. Các bạn đừng quên theo dõi kênh, chia sẻ, thả thích và bình luận nhé. Hẹn gặp lại.